Chị ơi, chị có sao không chị? Chị có sao không? Chị không sao. Để em kêu người lại phụ nha. Thôi im, đừng có la, đợi chị qua đó giùm. Cẩn thận chị. Chị ngồi xuống đi. Chị thấy sao rồi? Chị thấy sao rồi? Chị không sao. Em mở giỏ, lấy chìa khóa mở cửa giùm chị. Cái nào chị? Nè. Cẩn thận đó chị. Chị ngồi xuống đi. Em mở giùm chị cái đèn. Dạ. Trời, chị bị thương có bộ nặng đó. Có cần em báo công an hay là gọi chủ nhà không? Thôi. Đừng phiền lắm. Vậy chị có người thân nào không? Không. Chị đợi em tí nha. Em về phòng lấy băng dán với dầu qua sức cho chị. Xui cái gì mà xui dữ không biết nữa. Bây giờ á, chị đi rửa mặt cho sạch đi, rồi dán băng dính vô. Thôi được rồi, chị ngồi im đi. Chị có cái khăn nào không? Em nhúng nước giùm cho. Cái khăn ở đó đó. Dạ. Có gì đâu chị, em cảm ơn chị nhiều nha.
Cái này á, chị phải xiết con ốc lại nó mới đứng được. Em biết làm không? Xiết giùm chị cái đi. Để em đi lấy cái tu vít. Trời ơi, lại phải giặt lại nữa rồi. Mấy cái xà đồ này dởm tiệt á, xài có mấy tháng à là hư à. Em thấy á, mình cứ giăng xào như ở dưới quê là tiện nhất á. Quê em ở đâu? Quê em hả? Em ở An Giang. Còn chị? Cũng Giang mà là Tiền Giang, mà mất gốc rồi. Theo em thấy, đã là gốc là rễ rồi thì không bao giờ mất được. Cũng giống như cái cây vậy, bị chặt mất cái gốc thì cũng hết sống luôn. Trời ơi, sinh viên đại học đúng là nói chuyện có khác. Dương miền Tây á, mà không nghe ra cái mùi này là ăn đòn đó nghe chưa. Mắm kho đúng không chị? Đúng là dân miền Tây thứ thiệt. Chị nói thơm mắm quá à. Kho nè, ké không? Đương nhiên rồi. Em làm ghiền cái món này nhất luôn á. Vậy từ hả? nhà lên đại học em đâu có được ăn đâu, mà đâu có chỗ nào bán đâu mà mua. Ở trên này làm cái gì mà nấu ngon mà dưới quê mình chế biến tùm lum thứ, não là heo quay, chả lụa, rồi còn mực nữa. Lạc quẻ mắm kho là chỉ cần tép bạc, thịt ba chỉ với lại vài khứ cá hú chiên là ngon rồi. Quá ha. Đi. Khoan. Ăn cơm hay ăn bún? Cơm hay bún hả? Cả hai. Mạnh dữ. Chứ sao. Khánh. Hả? Khánh. Dạ. Em đi học hả? Dạ dạ, giờ em đi học. Cho chị quá gian được không? Dạ được chị. Tới quận 10 lần đó nha. Dạ được, đi đi chị. Làm gì em giật mình dữ vậy? Dạ. Hả? Chị. À, có chuyện gì em mờ ám đúng không? Mà chị cũng thích lên mạng lắm. Chị vậy chị. Chị. Đừng chị. Chị. Quá ra là coi phim đen hả? Chị. Không có gì đâu. Chị đi về đi. Chị đi về đi chị. Về đi chị. Chị về đi. Chị. Chị làm gì vậy? Tội tình gì mà phải ngồi coi mấy phim đó. Trong khi Khánh có thể thực hành mà.
Kiếm ai đó? Vậy trễ vậy sao sáng kịp? Nè, ăn đi. Lệ mua cho Khánh đó. Cảm ơn Lệ. Ừ. Đi học đi, trễ rồi kìa. À mà nè, lo học xong rồi nhớ về sớm đó nha. Sắp thi xong rồi, hè này á anh dẫn về quê chơi nha. Về quê có gì đâu chơi. Nếu như mà muốn đi chơi á thì phải đi Nha Trang, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Anh đi mấy chỗ đó chưa? Đó giờ học ở quê xong rồi lên đây học, anh có đi đâu đâu mà biết. Anh đúng là tâm hồn bông lúa thiệt. Không mấy hè này mình đi chơi hả? Anh nghĩ là không được đâu. Sao vậy? Cái hè đầu tiên á mà không về, ba mẹ anh rồi anh chết. Công tử bột, dân chơi gọi anh là bái bi á, biết không? Còn sợ ba mẹ anh vậy á, sao có vợ được. Em. Em mới nói cái gì? Hả? Cái gì? Em chịu làm vợ anh hả? Ủa, bộ anh nhìn mình vậy không giống vợ chồng hả? Nhưng mà vợ chồng thì phải công khai chứ, rồi phải đám cưới nữa. Gì? Anh nhỏ hơn em cả chục tuổi lận á, cặp bồ chơi còn được, đám cưới đâu ra ông? Chưa kể hả, giờ anh còn đang đi học nè, anh lấy tiền đâu lo cho vợ đây? À, kỳ này á anh về anh nói ba má cho thêm tiền đổi cái laptop, xong rồi anh lấy tiền đó anh mướn nguyên cái nhà to cho em ở nha. Em không có thích ở nhà lớn đâu, dọn dẹp cực lắm. Em không muốn làm vợ anh đúng không? Anh mà còn nói câu đó nữa em giận anh á. Lo cho em. Lo cho em? Thôi đi. Tiền ba mẹ hả, gửi cho anh xài còn không đủ, đóng tiền học cũng xong, lấy tiền đâu mà lo cho em? Thì bây giờ á anh đi làm thêm, đúng không? Anh sẽ kiếm tiền lo cho em. Chỉ cần em hứa với anh một điều thôi, em bỏ nghề đi, xong rồi á em đợi anh ra trường. Chờ anh ra trường? 3 năm. Anh nghĩ mình bền cỡ vậy hả? Ý em là sao? Em nói thiệt với anh nha, em từng quen á rất nhiều người bằng tuổi anh, thậm chí còn nhỏ hơn anh 1-2 tuổi. Nhưng rồi cũng sẽ tới lúc quay lại nhìn em rồi nói: trời, quá cơn mê rồi, tôi tỉnh rồi. Tự nhiên giờ sao tôi thấy cô xấu, cô già mà cô không xứng với tôi. Chia tay đi. Không có. Rồi cũng sẽ tới lúc anh nói với em câu đó thôi. Không có đâu, không có đâu mà. Anh không phải là người vậy đâu, em đừng nghĩ anh như vậy. Anh nói thiệt đó. Anh
anh nói thiệt luôn đó. Anh chung thủy lắm á, em tin anh đi nha. Vậy hả? Thời gian có thể chứng minh được mọi thứ. Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Chứng minh hai góc hình bình hành này bằng nhau á, em nhớ các định luật coi. Định luật nào có thể áp dụng vô? Thầy ơi, bữa nay em nhức đầu quá thầy. Mình nghỉ sớm một bữa được không thầy? Đau đầu quá thầy ơi. Còn 40 phút lận, sao mà nghỉ được? Có sao đâu thầy. Trời ơi, em đang nhức đầu mà. Nhức đầu quá trời ơi. Ai ơi, đau đầu quá. Xong. Thầy đi về nha. Thầy về đi thầy. Hôm nay á mẹ em đi làm đẹp rồi. Không có ai canh dạy dưới trơn á. Có ông nội em mà. Ông già rồi. Cái gì kỳ vậy Thái? Thầy về đi thầy. Nhanh đi thầy. Thầy đừng có nói với mẹ biết nha thầy. Thầy, em đang nỉ thầy đó thầy. Mẹ mà biết bà giết em chết đó thầy. Đừng có nói mà thầy. Thầy ơi, em lại thầy đó thầy. Thầy đừng có nói với mẹ em biết mà thầy. Em lại thầy mà. Thầy ơi, thầy hứa với em là thầy không nói với mẹ em biết. Thầy muốn cái gì em cũng chịu hết đó thầy. Em hứa sẽ chăm học đó thầy. Em xin thầy đó thầy. Tự đó mà bữa nay cũng phải đi làm kiếm tiền nữa hả? Bữa hổm về quê đòi cưới vợ, bị ổng bả chửi cho ông tăng. Rồi giận hờn, rồi xong rồi từ mặt nhau luôn đó. Hai tháng nay có gửi cho nó đồng xu cắt bạc nào đâu. Nghe em. Gì? Công nhận em có tài dụ trai hay thiệt nghe. Cái thằng nhóc đó nghe lời em dễ sợ luôn á. Không cần, không thèm. Ai thèm cưới nó. Vậy cưới anh đi. Đi. Đi.
Về đi lẹ lên. Từ từ. Nhanh đi. Về đi. Mà nè. Gì? Chừng nào nó đi, nhắn anh qua nghe. Ê, đi lẹ đi, nó giờ là chết bây giờ. Nhanh đi. Anh về rồi nè. Ủa sao mở cửa cho nó sáng? Em vừa mới ngủ dậy mà. Ừ. Anh có tiền chưa? Thiếu tiền nhà hơn cả tuần nay rồi đó. Cuối tuần này anh mới có tiền dạy kèm. Có gì anh đóng nha. Vậy không mấy, anh để cho em đi làm, em kiếm tiền đóng luôn cho rồi. Không được. Anh không cho em đi làm đâu. Em cứ ở nhà, nghe lời anh đi, ở nhà đi. Để coi, anh làm chồng thử nghiệm ra làm sao. Anh không có làm em thất vọng đâu. Dẻo miệng. Đi giặt đồ cơ. Anh biết rồi. Nè, hai cái quần jean ở trong nhà tắm của em, anh lấy ra giặt luôn nha. Bà xã yên tâm, anh biết rồi. Ây da. Đi ra ngoài hè mà giặt nha. Giờ nước cũng phải mạnh, xả nó mới hết xà bông đó. Tuân lệnh bà xã. Thầy, thầy, thầy mua thuốc giùm em đi thầy. Em chịu hết nổi rồi thầy ơi. Em bị sao vậy hả? Mấy bữa nay á, bà biết em chơi thuốc, bà nhốt em trong nhà á thầy. Thuốc dự trữ của em đã hết rồi. Bây giờ thầy đi mua thuốc giùm em đi thầy. Thì bây giờ mẹ em biết rồi, thì em ráng cay đi. Nhưng mà em không có chịu nổi. Nhưng mà bây giờ anh không làm chuyện đó giúp em đâu. Em phải ráng cay đi, em còn tương lai của em nữa mà. Cái gì? Tương lai hả? Ông là cái gì? Ông là cái gì mà dám dạy đời tôi? Bây giờ tôi hỏi một câu nữa. Ông có đi mua giùm tôi không? Chắc là anh không giúp em được đâu. Anh không mua giùm em được. Được rồi. Nếu ông mua giùm tôi thì số tiền này là của ông. Còn không, tôi sẽ nói với mẹ tôi là ông dạy dở quá, cho ông nghỉ. Coi ông làm sao mà kiếm được tiền. Mà nếu anh mua cho em á, mẹ em biết thì sao? Mấy bữa nay á,
Tôi xài thuốc dự trữ không à. Bà tưởng tôi cay rồi. Ông yên chí đi. Vậy tại sao á, em không kêu mấy thằng đó giao tới nhà cho em? Làm sao mà giao được? Ông không thấy nhà tôi rào tường kín mít sao? Cậu tôi canh ở dưới á, làm sao mà vào được? Vậy còn mấy đứa bạn em thì sao? Em không nhờ tụi nó mua giùm em đi. Thôi mệt quá, ông nói nhiều quá. Bây giờ tôi sắp chết rồi đây nè. Một lát nữa tôi mà tới cơn là bể hết á. Tôi bị cấm túc, ông không thấy sao? Anh, nếu mà anh mua cho em á thì em sẽ nghe lời anh. Em biết mã két sắt của ông Dượng em. Em sẽ cho anh nhiều tiền. Nhưng mà mua ở đâu? Làm sao mà người ta tin anh được? Anh có điện thoại không? Đưa em. Để có gì em sẽ gọi điện trước cho anh. Anh chỉ cần tới đó lấy thôi. Lấy hàng cho Thái hả? À. Tiền đâu? Nè, kẹp trong tờ báo. Nè, cho anh mượn tờ báo đi em. Dạ. Cảm ơn. Sao bữa nay anh về trễ vậy? Tặng em nè. Trời đất ơi, bữa nay bà đặt mua bông nữa. Chứ sao, hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. Em, hôm nay đi chơi với anh nha. Từ đó tới giờ chưa có ai tặng bông cho em vậy hết. Vậy hả? Vậy từ giờ anh sẽ tặng bông cho em mỗi ngày luôn. Hứa cho cố vô.
Ủa mà mình đi đâu? Đi đâu hả? Tòa nhà 33 tầng thẳng tiến. Hả? Sang dữ. Chứ sao. Đi 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 em. Anh cầm giùm em. Đây nè. Tiền của anh nè. Em cũng có mấy thằng bạn, nó cũng bị nghiện giống như em vậy nè. Bị ba mẹ tụi nó nhốt ở trong nhà. Có gì anh mua giùm tụi nó nha. Nếu lỡ ba má tụi nó biết thì sao? Làm sao mà biết được. Qua một thời gian hết thấy tụi nó lên cơn, thì ba mẹ tụi nó nghĩ tụi nó cai nghiện rồi thì thả ra thôi. Lúc đó tụi nó tự túc đi mua, đâu có dính anh đâu. Được, nhưng anh chỉ giúp cho tụi nó trong khoảng thời gian tụi nó bị nhốt ở nhà thôi. Nếu mà tụi nó khai ra anh, sau này bị nhốt nữa thì không có ai mua giùm tụi nó đâu. Anh yên tâm, để em giới thiệu, rồi anh tới nhà tụi nó mà dạy kèm. Sẵn rồi anh mua cho tụi nó. Ê, nó đó. Lại. Lại kia, lại. Ây da. Chạy lẹ đi, tao đang bị rượt, bỏ mớ này đi. Đừng có bỏ, đưa cho tôi là sinh viên không ai nghi ngờ đâu. Nhanh lên, trên cho lũ bây giờ. Qua quán cà phê ít gặp anh Âu đưa cho anh. Nó đi hướng này nè, đi theo đi. Nè, mày khôn lanh lắm. Không có mày á là anh mất một vố nữa rồi. Có gì đâu anh. Dù gì cái máy sinh viên cũng thuận lợi lắm. Nhưng mà anh nói mất một vố nữa là sao? Trong cái giới này, tụi nó cạnh tranh dữ lắm, đâm sau lưng nhau liên tục. Trong tháng này anh bị mất hàng rất là nhiều. Còn đám thằng xí đành phải lặn hết, đợi tình hình êm đã. Vậy sao anh không chơi lại tụi nó? Đâu có giỡn chơi được chú em. Nếu biết được thằng nào đâm thọt thì nó đã hết sống rồi. Cũng phải có luật lệ chứ. Em cũng định nghỉ bán cho mấy thằng nhóc đó, chứ bán cho tụi nó nguy hiểm quá, không biết lúc nào sẽ bị phát hiện nữa. Nó khai ra mình là chết luôn á. Thôi bỏ đi. Mấy thằng nhóc chơi chơi đó có đáng là bao nhiêu đâu. Khôn lanh như mày không xài thì uổng lắm. Anh đang có một địa bàn ngon hơn ở mấy tỉnh miền Tây, chỉ cần giao mối thôi. Nhưng mấy cái thằng giao hàng đó tụi nó bị nhẵn mặt hết rồi. Anh cần đứa mới lý lịch ngon lành giống như chú em mày đây. Sinh viên đại học.
chỉ cần là mày giả bộ về quê thăm nhà, giao chuyển cho anh. Mày thấy thì sao? Nếu anh tin tưởng á, thì cứ giao cho em. Mấy giờ sẽ chạy với anh? Khoảng nửa tiếng nữa. Đi vậy nhớ chết luôn. Em cầm tiền đi, hai ngày nữa anh lên. Dạ. Anh đi về dưới rồi anh nhớ tranh thủ lên với em nha. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Anh đi nha. Alo, anh hả? Qua liền đi, nó về quê rồi. Đúng là dân làm việc trí thức. Cái gì á cũng ghi chép tính toán. Nhiều chuyến nhiều mối mà. Tiền gói đầu thì không cố định. Em còn phải đi học nữa. Không ghi lại em sẽ quên hết. Nhưng ghi rồi á thì phải cất cho thiệt kỹ. Lỡ mà... Anh cứ yên tâm. Mỗi lần đi tỉnh em đâu có đem theo. Em ráng nhớ rồi về ghi lại. Ghi xong á em cất liền à. Cất thì cho cẩn thận. Thằng khôn như mày thì đừng để cho anh nhắc nhở. Có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Muốn giấu một cây lá thì phải giấu nó ở trong rừng. Tao kết nhất là mấy thằng trí thức. Nói câu nào thì lọt lỗ tai câu đó. Ba mẹ cũng khỏe em. Ba mẹ hơi giận nhưng mà cũng nguôi nguôi rồi. Vậy hả? Ăn cơm. Cả
Cảm ơn em. Ăn cơm đi. Ủa, mà làm gì tuần nào anh cũng về quê hết vậy? Thì anh muốn làm cho em bất ngờ mà. Bất ngờ? Bất ngờ gì? Tên. Nè, em coi đi. Này về quê á, anh làm luôn cái giấy chứng nhận độc thân luôn, là mình sẽ chính thức làm vợ chồng. Rồi sau này á, anh đi làm có tiền, mình sẽ làm đám cưới sau. Em chịu không? Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên là kỹ rồi. Anh với em cũng đã ở với nhau rồi mà. Nhưng mà cũng phải để em về quê em làm giấy chứng nhận độc thân nữa chứ. Lúc đó rồi em ký luôn. Hả? Được. À, em giữ tiền này đi xe đi. Mà khi nào em về quê? Để em tranh thủ. Mai mốt em đi. À, thôi, để tuần sau đi. Ăn cơm đi. Ăn đi em. Ăn thêm này nè. Làm tốt lắm. Còn trẻ vậy mà đã biết kiếm tiền. Nhiều tiền như vậy á, có tính làm gì chưa? Em sẽ mở một tài khoản, tập kinh doanh. Lấy tiền bẩn làm vốn, bắt đẻ ra tiền sạch. Biết lo cho tương lai lắm. Con nào mà lấy được mày là sướng cả đời. Sao? Có đứa nào rồi hả? Cũng có một người. Đàn bà chơi vui thì được, nhưng mà cái chuyện làm ăn thì phải rạch ròi nha. Anh yên tâm, em về đây. Này, chuyến này về sớm một ngày, không ở lại nhậu một bữa sao? Em hơi mệt, em về em ngủ một chút. Có gì tối em qua. Em về nhanh. Em làm gì mà sợ nó dữ vậy? Từ từ đi cũng được mà. Hay quá ha. Nó hả? Nó làm đơn xin đăng ký kết hôn rồi đó. Ba má nó biết được, kéo lên đây. Biết tôi dụ dỗ nó, xé xác tôi ra luôn á. Người ta nói đàn ông hư thân thì có vợ hiền, còn đàn bà mất nết thì có chồng ngoan. Đời là như vậy mà. Xỏ xiên gì đó hả? Nhưng mà cũng phải tới lúc đi rồi. Ở với nó chán chết. Nó vừa trẻ, khỏe, đẹp trai, lại vừa có tri thức nữa. Mắc gì mà chán? Không đúng gu thì chán. Ê, sao phụ đi? Ngồi chứ quậy đó hoài vậy. Đứng về phụ cái coi. Mệt muốn chết. Phụ cái gì bây giờ? Thì xếp đồ đó. Nè, khi cái giỏ này đi ra ngoài xe trước đi. Mấy cái giấy tờ chứng minh để đâu hết rồi ta?
Tí, nhanh lên. Lẹ đi. Dù gì thì ngày mai nó mới về. Tranh thủ lắm đi. Về bệnh, thiếu gì để nhau mà tranh thủ. Trời ơi, về bệnh lắm rồi chứ. Em ơi. Anh Khánh. Anh Lê. Đây là ai? Em nói nghe coi. Mày là ai hả? Mày là thằng nào? Tao là ai mày hỏi làm cái gì? Mày không thấy sao mà còn hỏi? Hay là mày chưa thấy? Mày muốn tao diễn lại phải không? Tao với nó đang chơi xếp hình với nhau đó. Mày mày thấy hả? Tao với nó đang chơi xếp hình đó. Mày thấy không? Em đi. Mày anh Khánh. Anh dừng lại đi mà. Mày dám đánh tao hả? Anh mày điên hả? Nè. Anh đi dùm cái đi. Mày mặt bún là sữa mày đặt vô đương. Anh Khánh. Buông ra. Khánh có sao không? Khốn nạn. Thứ đàn bà nhơ nhớp. Đúng là đồ điếm mà. Khánh chửi tôi sao cũng được. Nhưng mà Khánh hãy hiểu cho tôi. Khánh trẻ hơn tôi, có học hơn tôi. Rồi vài năm nữa Khánh ra trường, Khánh thành đạt. Lúc đó Khánh sẽ thấy tôi không còn xứng với Khánh. Tôi già hơn Khánh nhiều lắm, và không bằng với những người mà Khánh đã từng gặp. Tôi sẽ làm Khánh mất mặt với người ta. Lúc đó Khánh sẽ cảm thấy hối tiếc. Chuyện đó nó còn tệ hơn bây giờ nữa. Thực sự tôi không muốn hại cuộc đời của Khánh như vậy đâu. Cô nói cho tôi nghe đi, chuyện này sẽ ra bao lâu rồi? Mới hơn 2 tháng. Trước sau gì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Đi khỏi đây. Khánh giữ gìn sức khỏe nha. Nè. Cô định đi đâu? Tôi tự sống được mà. Khánh biết tôi làm nghề gì mà phải không? Cô cứ ở lại đây đi. Tôi
người ta nói lấy điếm về làm vợ, chứ không ai cưới vợ về làm điếm. Mà cái nghiệp của tôi nó như vậy thì suốt cuộc đời này tôi chỉ là một con điếm mà thôi. Lệ, em, Khánh hãy quên Lệ đi. Em, đừng đi mà. Sao rồi? Có tin gì của nó không? Ghé hỏi mấy cái động rồi, không ai biết con Lệ là con nào nữa kìa. Mà nó đi rồi thì thôi, mày tìm nó làm gì? Con gái thiếu gì đứa? Thì em muốn biết là con nó ra sao thôi. Tao nghi lắm à, mày là thằng tình nghĩa vậy sao? Ê, hay là nó chơm tiền của mày? Thằng xíu nói đúng, nó lấy tiền của mày à? Có không? Sau lần đó, tôi không hề gặp lại con đàn bà đó nữa. Và anh vẫn tiếp tục chuyện buôn bán ma túy. Chẳng lẽ tôi phải dừng lại? Tại sao? Không,
Tôi không muốn mình như cả trăm thằng tú tài cử nhân khác. Cầm cụi kiếm từng đồng từng cát. Từ cái bằng cấp đó à? Nhưng ít ra như vậy, họ không trở thành những ký sinh trùng như anh. Các anh đừng sỉ nhục tôi. Đồng tiền nào thì cũng đầy rẫy ký sinh trùng thôi. Tôi có khả năng, dạy gì mà tôi không tận dụng. Chỉ sau 2 năm, tôi đã có thị trường lớn ở miền Tây. Đúng, tôi gài 7 thằng nung cho nó ở tù đó. Lúc đó tôi là một doanh nghiệp đáng kính. Tôi đã có tất cả trong tay khi tôi chưa đủ 25 tuổi. Tôi chưa đủ 25 tuổi. Ông trời đã định sẵn cho tôi rồi, đã chỉ đường cho tôi đi. Không lẽ tôi lại từ chối? Hả? Hả? Chẳng có ông trời nào chỉ đường cho người ta xuống địa ngục hết. Là ma quỷ thì có. Thôi, đủ rồi. Trở lại vụ án của Lệ đi. Ngay từ đầu, tôi đã đề phòng sẵn mọi thứ, nên tôi đã thành thật kể hết với vợ tôi. Và khi con Lệ tới tống tiền, tôi đã cười vào mặt nó. Nhưng mà tôi lại không ngờ là nó lại hiểu ra những gì tôi ghi trong quyển sổ. Tôi biết là từ quyển sổ đó, cảnh sát điều tra về ma túy sẽ lần ra tôi, thì vỏ bọc của tôi sẽ không còn an toàn nữa. Nên tôi đã nhờ Tùng Xí Quách. Chỉ cần lấy lại cuốn sổ là được. Tại sao anh phải ra lệnh giết Lệ? Loại đàn bà như nó, trước sau gì cũng sẽ cản đường tôi. Nó định phơi bày cái quá khứ của tôi, cái giai đoạn nhục nhã nhất của cuộc đời tôi. Khi mà tôi quen nó, nó đạp đổ hết tất cả những gì mà tôi đã tốn công gây dựng. Tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi, và mọi thứ của tôi nữa. Đó không phải là một lý do để anh giết người. Nè, anh quen với Tùng Xí Quách như thế nào? Một năm trước, tôi phát triển công ty thủy sản. Thị trường bên Thái đang tăng trưởng. Một tay buôn ma túy bên đó muốn tôi hợp tác để luồn ma túy qua đường xuất nhập khẩu. Tùng Xíu Quách là một trong những tay giết thuê của hắn. Tay buôn đó có rất nhiều mối quan hệ với những tay trùm ở đây. Tôi sẽ khai ra tất cả nếu như bên cái ông hứa giảm nhẹ tội cho tôi. Đội điều tra về tội phạm ma túy sẽ làm việc với anh. Nhưng tôi nói trước, họ không thích những kẻ bán ma túy cho trẻ em lắm đâu. Dạ, dạ ơi, em đi nói luật sư, cứu anh vợ, anh không muốn ở tù đâu. Dạ. Cháu cảm ơn chú, nhờ chú mà cháu đã biết bộ mặt thật của Khánh.
Đó là nhiệm vụ của chúng tôi thôi. Khánh đã lợi dụng công ty thủy sản của gia đình cô. Hợp thức quá số tiền hắn bán ma túy. Chúng tôi sẽ sớm điều tra về việc này. Cháu sẽ nói với ba mẹ của cháu, hợp tác với phía điều tra. Ừ, được rồi. Xin lỗi chú, tụi con có thể nhận xác Thùy Linh về an táng được không chú? Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ trong hôm nay. Xin chia buồn cùng gia đình. Dạ, con cảm ơn chú à. Dạ. Cô Thanh. Dạ. Hôm xảy ra vụ án ông Quảng bị đâm, theo như lời khai của Phát, hướng của Tân khi xuất hiện là từ trong nhà ra, chứ không phải là mới đi về nhà. Ý anh nói là Tân đã chứng kiến cậu tôi bị đâm chết lúc đó à? Tân đã khai rất rõ, khi bị ông Quảng đánh ở nhà hàng, hắn đi về nhà trước. Và lúc nghe tiếng động trong phòng ông Quảng thì hắn mới bắt đầu chạy qua. Nhưng mà thay vì cứu ông Quảng lúc đó thì Tân chỉ đứng nhìn sự việc xảy ra mà thôi. Tại sao? Tân cho rằng vì nhiều lần bị ông Quảng chửi rủa mình nên rất là hận ông. Chính vì vậy á, lúc đó Tân chỉ đứng nhìn sự việc xảy ra và mong ông Quảng bị Phát và Triệu đánh chết. Ngay cả khi Thùy Linh kêu gọi cho cấp cứu, Tân cũng đợi 5 phút sau mới gọi. Đây không phải là vụ án do chúng tôi thụ lý, nhưng những gì có liên quan trong lời khai tôi nghĩ cô cũng nên biết. Dạ, tôi biết. Cảm ơn chú. Ừ. Đi. Dạ. Biết vài ngày nữa, khi bé Thỏ hỏi em về Thùy Linh, em sẽ trả lời sao đây? Sự thật luôn là câu trả lời tốt nhất em à. Nhưng nó sẽ buồn lắm. Không sao đâu, con nít mà, nó mau quên lắm. Anh đã hứa với Thùy Linh là từ nay về sau anh sẽ coi bé Thỏ như con ruột của mình. Còn em vẫn thương bé Thỏ chứ? Dĩ nhiên rồi. Dù Thùy Linh có phạm nhiều tội lỗi, nhưng xét cho cùng, cô cũng chỉ là nạn nhân của sự phù phiếm do chính cô ảo vọng mà thôi. Ảo vọng thật đáng sợ. Dù gì thì em cũng còn nợ Thùy Linh một món nợ mà. Em đã từng hứa với cổ sẽ là một người bạn khi cổ cần. Còn anh nữa. Anh cái gì cũng biết, nhưng mà cái gì anh cũng giấu. Từ giờ trở đi anh không được giấu chuyện gì nữa, được không? Để chứng minh rằng anh sẽ nghe lời em, anh sẽ nói cho em nghe một bí mật. Bí mật gì? Anh nói đi. Nhanh lên, nói cho em nghe đi. Anh đã hứa là không có giấu nữa mà. Anh Khoa.
Chị Thanh à. Em qua đây chơi nha. Chắc từ đây về sau bé Hoàng Anh phải thay đổi cách xưng hô. Xưng hô gì? Phải gọi anh là ba. Không. Em sẽ là mẹ của nó. Vậy tốt thôi, anh đâu có cản đâu. À, mà lúc nãy anh nói bí mật gì? Anh nói cho em nghe đi mà. Thùy Linh từng nói là anh là người giữ bí mật của mọi người. Nhưng bí mật này cô ấy gọi là bí mật của riêng anh. Là cái gì vậy? Anh nói cho em nghe đi. Đó là bí mật gì?